vợ Đức Chinh lộ bụng bầu. Mai Hà Trang xuất hiện với bụng bầu khá lớn khi cùng ông xã Đức Chinh đi nghỉ nhân dịp V-League ngừng thi đấu để U23 Việt Nam tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Nhân dịp V-League ngừng thi đấu khoảng 1 tháng để U23 Việt Nam tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar, Đức Chinh đưa bà xã Mai Hà Trang đi nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh. Tối ngày 9 tháng 4, tiền đạo người Phú Thọ đăng bức ảnh chụp cùng vợ tại resort lên trang cá nhân. Hà Trang đã lộ bụng bầu khá lớn. Trước đó, Đức Chinh đi dự tiệc cưới của Quang Hải ở Hà Nội hôm 6 tháng 4 một mình. Nghi vấn vợ chồng Đức Chinh chuẩn bị đón con đầu lòng rộ lên khi anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Định trong trận đấu với Nam Định ở vòng 10 V-League 2023-2024 hôm 24 tháng 2. Tiền đạo 27 tuổi ôm trái bóng nhét vào bụng và vừa chạy vừa làm động tác hút tay rồi giơ ký hiệu hình chữ T để gửi bàn thắng tới bà xã Mai Hà Trang. Sau trận, Đức Chinh xác nhận với ngôi sao, bà xã đang mang bầu. Đức Chinh và Hà Trang công khai hẹn hò từ tháng 7 năm 2019. Cả hai đều khá kín tiếng trong chuyện riêng tư, chỉ thể hiện tình cảm vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Tết. Cặp trai tài gái sắc làm đám cưới ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Hà Trang sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Hot girl quê Bắc Giang có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội nên được nhiều nhãn hàng mời PR sản phẩm. Do làm công việc tự do, Hà Trang có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình sau kết hôn. Đức Chinh sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo VPF, sau đó khoác áo thang Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh dưới dạng cho mượn năm 2016. Từ năm 2017 đến 2021, anh thi đấu cho Đà Nẵng, ghi được 23 bàn sau 97 trận đấu. Tiền đạo quê Phú Thọ góp mặt trong nhiều thành tích của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam như đoạt ngôi Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018, giành HC vàng SEA Games 2019. Đức Chinh gia nhập câu lạc bộ Bình Định tháng 11 năm 2021. Ở mùa giải này, anh mới ghi được một bàn thắng cho đội bóng đất võ, chính là pha lập công vào lưới Nam Định hôm 24 tháng 2. Do xuống phong độ, Đức Chinh không được triệu tập lên tuyển Việt Nam giai đoạn cuối thời huấn luyện viên Park Hang-seo và các đợt tập trung vừa qua dưới thời huấn luyện viên Chu Xi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.